Thưa ông, số tiền đó... Bà đừng quan tâm về chuyện đó. Số tiền 300 triệu đối với tôi không lớn đâu. Nhưng mà... đó... Tôi xin bà đừng băn khoăn nữa. Hơn nữa bây giờ, con gái tôi đã là con dâu của bà. Con trai của bà đã là con rể của tôi. Sau này, chúng ta có chết đi, thì tài sản cũng thuộc về chúng thôi. Thưa ông, nhưng mà tình thế thay đổi, biết đâu rồi ông sẽ cần dùng đến số tiền đó thì sao? Bà thật là tốt với gia đình chúng tôi. Con Phương sẽ hạnh phúc khi có được mẹ chồng như bà. À, mà nè, nếu như bà nói thì chúng ta sắp có cháu rồi phải không? Bà chắc chắn được bao nhiêu phần trăm vậy? Tôi không biết. Có lẽ chuyện này phải hỏi tụi nó. Ủa má, con tưởng má về trước con chứ. À, má có chút công chuyện. Có chuyện gì má nói con nghe đi. À, rót cho má ly nước đi. Dạ, má uống nước. À, con à, hình như là Phương có thai đó con. Má nói gì vậy má? À, đúng không? Trời ơi, sao má nghĩ vậy vậy? Thì má đoán vậy thôi mà. Còn chuyện gì không má? À, thôi để má tắm rửa rồi hai má con mình ăn cơm ha. Dạ. Xong đi đã. Chuyện gì mà quan trọng vậy ba? Con có thai rồi phải không? Ờ, dạ. Mà sao ba biết vậy? Có thì tốt chứ sao. Nhưng mà con đi bác sĩ chưa? Dạ chưa ba. Vậy thằng Thịnh nó biết chưa? Không phải bầu của anh ấy. Hả? Không phải bầu của anh Thịnh. Con điên thật rồi. Không phải của nó thì của ai? Thằng kia nó đã dùng thuốc kích dục để cưỡng hiếp con ba. Trời,
Sao con không? Con cũng định tống nó vô tù rồi, nhưng mà con nghĩ nếu chuyện này dở lỡ ra thì suốt cuộc đời con không sao rửa sạch ba. Con đành phải dùng hạ sách này thôi. Ba, bây giờ ba đã biết rồi, ba phải giúp con. Kêu bà giúp? Giúp là giúp làm sao? Qua mặt anh Thịnh, bà Hà, tất cả mọi người. Làm sao mà làm được? Không có gì là khó hết ba. Chỉ cần con bí mật nào thai. Ba không ủng hộ chuyện con đi phá thai đâu. Làm như vậy tội lắm đó. Nhưng con chưa ăn nằm với anh Thịnh thì làm sao con nói cái thai đó là của ảnh được. Thà là có tội còn hơn mang nhục ba. Nhưng còn thằng kia sao nó dám? Nó định làm ẩu để ép con phải chấp nhận làm vợ của nó. Con đã bắt nó với bạn thú nhận. Nó mà lỗi thôi con sẽ tống nó vào tù. Chuyện này rắc rối lắm đó. Ba, thật ra không ai hoàn toàn trong sạch hết. Vấn đề là ta biết che giấu nó, và quan trọng là ta phải có tiền bạc và quyền lực. Tội lỗi, xấu hổ. Nếu ba thấy băn khoăn, ba cứ đứng ngoài chuyện này đi, để con tự giải quyết. Thôi, vậy thì tùy con. Con dìu cô cho. Được rồi, chị ra ngoài đi. Con có cần gì đến chú không? Nếu anh Thịnh và mẹ chồng con có đến, chú tiếp giùm con nghe. Vài tiếng nữa là con có thể sinh hoạt bình thường rồi. Chú ra ngoài đi. Sự tốt với cậu, luôn nhắc nhở cậu, vậy mà cậu đã làm gì? Dạ, ý bác là tôi muốn cậu phải thể hiện được khả năng của mình ở công ty này để xứng đáng với vị trí mà cậu đang ngồi. Có lẽ Phương chưa nói gì với mày, chắc không sao đâu. Dạ thưa bác, con xin phép. Ba, con có gì không ba? Con ngồi đi. Dạ. Hôm nay con Phương nó bị ốm nên phải nghỉ. Ba muốn con với cậu Kiên báo cáo lại tình hình sản xuất kinh doanh và những dự án lớn trong vài năm tới. Chỉ có vậy thôi. Vậy hả ba? Vậy để con gọi điện thoại cho vợ con.
Xe em hư hả? Dạ, tự dưng xe chết máy. Để anh coi cho. Em đi mua sách hả? Ờ, không, em tới thi viện. Lâu rồi anh không đọc sách. Em chỉ đọc, về kế toán, tiểu thuyết thôi anh. Hình như có cả thơ nữa hả? Dạ. Bây giờ người đọc thơ như em hiếm lắm. Xem đi đọc sách thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Em chào anh. Em đi nha anh. Ừ. Xong chưa má? Nè, má nấu dần Phương miếng cháo, kêu nó ăn cho nóng. Má không có dám bỏ tiêu, sợ nó ăn không được. Muốn ăn thì bỏ sao ha. Má thương con dâu quá, vậy mà người ta cứ nói má chồng nàng dâu. Ôi, cái đó hồi xưa chứ bây giờ khác rồi con ơi. Má hiện đại quá rồi. Má mong sao mà nó đừng ăn hiếp con của má là được rồi. Trời, ai ăn hiếp con trai má được chứ. Trời ơi, bà Phương á mà con bắt nạt anh hai, con cạo được đi tu. Anh thấy em càng ngày càng quá nha. Ừ, vậy thôi, xin lỗi, người ta lỡ lời. Thôi, con đi nha má. Anh hai đi đó. Ừ. Má anh nấu cháo cá, kêu anh mang qua cho em nè. Em cũng đỡ rồi. Ủa mẹ em bệnh gì vậy? Sáng nay em đi siêu thị về, tự nhiên em thấy ăn lạnh, chắc bị trúng gió đó anh. Em ăn cháo đi. Cháo má anh nấu ngon quá.